Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip của buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh khi thông báo hàng về trên kênh của mình thì những vị khách hàng đã theo dõi kênh ngay lập tức trong đêm thì các bác cũng đã chốt được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Điển hình như một chiếc điện thoại mới về trong buổi tối ngày hôm qua, buổi tối muộn ngày hôm qua, cùng với đó là một cặp đèn của Mỹ, thì tại thời điểm này đã có vị khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để chốt sản phẩm rồi. Vâng, đoàn khách vẫn là đoàn khách đến từ Hải Dương à? Hải Phòng. Đoàn khách hàng thì đã có mặt tại cửa hàng đây, nhưng các bác do công việc riêng của mỗi vị khách hàng thì các bác cũng đã chốt được hai sản phẩm. Và đây cũng là những sản phẩm quảng cáo bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Khi những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng hoặc những vị khách không về được trực tiếp cửa hàng thì cửa hàng cũng làm clip thông báo lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh hàng ngày được biết. Vâng, đây là clip đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Và những sản phẩm về trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có những... Cắm lại cho anh xem. Thì đây là một cặp bà đèn của Mỹ. Kệ cái tắt đi. Một cặp đèn của Mỹ được sản xuất vào năm 1973. Có chuyện luôn ở đấy mà cửa hàng hôm qua thông báo đấy, trên kênh đấy. Đấy, vặn theo chiều kim đồng hồ nhá. Cái đèn dầu ấy hả? À, hôm qua em không biết vặn nên là có một cái bóng không? Vâng, đây là một cặp đèn đến từ đất nước Mỹ, thì tại thời điểm này mới có buổi sáng sớm thôi đã có chủ rồi. Bây giờ, nhằm, tất cả đều bằng giá. Hôm qua quấn như nào? Hôm qua ai bóc hả? Vâng, và một chiếc điện thoại để bàn cũng của Mỹ thì cũng đã được vị khách hàng chốt luôn cùng với một cặp đèn rồi. Vâng, vậy bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có những chiếc âm ly đèn mới về trong buổi tối ngày hôm qua, cùng với đó là những chiếc quạt. Thì những chiếc quạt thì cũng được những vị khách hàng chốt đơn rồi. Vâng, vậy cửa hàng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh hàng ngày được biết những sản phẩm đã có chủ trong ngày 14 tháng 4 năm 2020. Cửa hàng mới đăng clip được vài tiếng thôi thì cũng được nhận những cuộc điện thoại và những tin nhắn của khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có hỏi và tham khảo các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.